Hello, chào anh. Good morning. Chào anh. Rồi đi làm, mình người Việt, mình cộng đồng, mình là người mới, mình đi vào trong cái xã hội Mỹ mà đi làm thì nó cũng có những cái là buồn cười. Thí dụ như vậy, từ cái lúc mà ăn uống ở trong cái chỗ mà gọi là giờ break time, rồi những cái chỗ mình nghỉ ngơi, giờ hút thuốc, cái ngày xưa, nó có những cái trái khoái mà mình nghĩ một cái buồn cười mà bắt buộc từ từ lâu ngày thành quen, mình phải giống như nó, mình thích nghi giống như nó, có nghĩa là mày sao tao vậy thì mới sống được, chứ còn anh tách bạch ra thì ai là sống được. Là nó có xã hội đó là như vậy. Thì ở đây mình không khen là không chê, mình chỉ kể chuyện vui mà thôi, nó thẳng như vậy. Nó còn nhiều cái vấn đề nữa, rồi cái chuyện nó còn nhiều cái vấn đề mà mình thấy buồn cười. Rồi từ lúc mà đi thí đi, đi biết lái xe, rồi biết đi làm, rồi các cái nữa, có những cái chuyện rất là trái khoái mà, nhưng mà thôi kệ. Từ từ thì mình sẽ là anh em mình sẽ diễn giải cho hết mọi người. Rồi chuyện trừ chuyện bảo hiểm xe, bảo hiểm bảo hiểm của bảo hiểm sức khỏe, rồi bảo hiểm nhân thọ này kia, tôi làm đủ hết, trong người tôi đồ đủ hết, nói chung là tất tật hết trơn rồi. Có những cái mình cảm thấy là mình sao buồn chi ta sai lầm, nhưng mà tại vì mình nghe rồi. Cái đầu tiên khi qua nước Mỹ này lạ lắm, làm con người ta bị tinh thần bị xuống và mình thấy sợ. Chết mẹ, mình không mua, bố có chuyện gì sao, đồ mua đồ quá, bao nhiêu tiền làm vô đổ ban bảo hiểm chết luôn. Đồ, anh thấy rõ ràng bảo hiểm xe mà người xưa, thứ nhất á, bảo hiểm rất là cao là do những người tay lái mới, thứ Đúng hai rồi. là thính mà thanh niên, rồi Đúng nói chung tất tần tật đồ nó kiếm chuyện để mà nó kiếm tiền, trời ơi khổ lắm. rồi. Rồi Cái nói chung là không có thứ rồi, sao anh nói đi. bảo trong cái Mỹ này không có thằng cha nào mà nó biết con người Giàu ta hoặc là bảo nhiều hiểm, mấy mang bảo hiểm, mà cái thằng cha đó là cái thằng cha nó giữ kiến thức của mình nhiều nhất, cái thằng cha đúng bây rồi, giờ tại bởi vì nó anh làm đóng bảo hiểm, anh không giờ giống như nãy tôi nói đó, anh đóng bảo hiểm xe thì anh không bao giờ anh dám đụng xe, không bao là giờ bởi vì anh không bao giờ dám, không tại vì nó đụng là ông chết, cho nên vì chỗ đó nó có ông thu mà đã tiền không dùng thôi, nó có thì thu tiền riết là rút tiền. nó mà đưa cho ông 1.000 đồng bạc để ông sửa xe hay nó làm cái gì để ông chết với nó tìm Đủ mọi cách. nó tìm đầu tiên là nó lên cái tiền hàng tháng của ông phải đóng với Ê nó đưa này cho thì vợ năm nó ngoái, năm ngoái hay năm kia cái vậy, năm ngoái phải, thằng con trai thì xe tôi đứng tên, thì cái chỗ con tôi có chiếc CRV 2011 là 2010, CRV Honda, xe đó chạy được 80-90 ngàn mai gì đó không biết nữa, tôi cũng bên đưa cho nhỏ chạy, thì lúc đó không phải lỗi của nó. Cái nó đang đậu xe ngã tư hiện đỏ thì có xe truck của Mỹ, tại nó đụng một cái rầm màn bể nó lái, rồi xong cái xe hết chạy luôn, tức là cái xe nó thuộc gần phế thải luôn, xe cản đó. sắt mà cái bom bling của nó, cái bom bờ của nó phía trước là bằng sắt, xe xe truck là xe cũ, rồi hút một phát xe kia rồi hết chạy luôn, cong quẹo bánh luôn, Đúng rồi xong thì nó sẽ đền lại, nhưng mà 5 tháng sau mới lấy tiền được, rồi, đúng rồi, nó 5 tháng đóng lại sau mới rồi. lấy tiền được, nó làm đủ, Đúng nó hành chết luôn, giấy tờ xe đâu có đóng bảo hiểm hoàn chỉnh đúng hay rồi, là cực không, lắm, các cái nó đủ, nó cứ là cực năm lắm. sau cho lấy được cái 5.000 bạc đóng Đúng rồi. máu rồi. Thì anh cái mình cái tính tiền đó thì là trời ơi, insurance mà bảo hiểm ở đây là những cái thằng cha nó giàu nhất của nước Mỹ Thì nói chung là nó mà giàu, từ bảo hiểm sức khỏe cho đến bảo hiểm xe là nó giàu lắm. Mà bởi vì khi mình anh đó, tôi nãy tôi nói rồi, anh đóng bảo hiểm, anh mua bảo hiểm, nhưng mà anh chưa bao giờ anh dám đi, không dám ra sợ không không lắm, dám xài nó không đúng là ngay cả khi mình bị tai nạn mình cũng có bên đó. sẽ Đó không là được cho cái mà hình nên như đây là nó ép mình vào, là là và chưa có thời đó, là cái thời buồn cười, đúng rồi. cái thời của mình ngày xưa cách đây mấy chục năm về trước là thường thường để nó dùng cái bảo hiểm sức khỏe để nó ép con ta phải đi làm, có nghĩa là gì, ngày xưa nếu mà anh làm hãng thì cái giá trị của bảo hiểm đó cũng giống y chang vậy, nhưng mà nó chỉ có 30-40% thôi, Đúng trong rồi. khi đó nếu anh mua ở ngoài, anh có tiền mua ở Đúng ngoài, rồi, nó sẽ mắc 100% là chết chết ngay. nó. Đúng Thành rồi. Chết ra những người như mình vào trong hãng mình làm là chi, để mua bảo hiểm cho gia đình bà nó. giá rẻ, nói như Đúng vậy đi, thì có phải chăng là nó ép anh vào, anh bắt anh phải đi làm rồi. không, mà nó không nói, Đúng rồi. nó không nói, có nghĩa là mày vô hãng mày làm thì gia đình của mày được cover bảo hiểm do mày làm, mày mua cái vô của mày cho mày là vô family, giá nó rất Đúng là rồi. rẻ, ok mình săn đi Đúng rồi, rồi. ok đi rồi xong đi làm, thì trong đó cưu mang vợ rồi con, ba đứa con, rồi xong rồi bãi làm tiếp tục, rồi là cũng cưu mang, thì nó giá nó rẻ rồi, nó như vậy để cho hiểu.
Rồi. Ok. Có nghĩa là nó dùng. Rồi, em nói đi. Cái trời ơi anh ơi, ta là đi mà cái ngày nào bởi ngày nào mình còn sống, ngày nào mình còn thở, ngày đó mình còn làm bạn, phải có làm việc anh ơi. Thì chắc chắn là lấy họ, vậy rồi. Cái xã hội họ tổ chức rất là chặt chẽ. Rõ ràng, họ kiểm rất soát, là chặt chẽ. Và nó còn chặt chẽ đến mức độ này nữa. Có nghĩa là nhiều lắm. Trong trong họ cuộc kiểm soát đời của anh đó, khi anh bước chân qua Mỹ thì anh sẽ có một cái số gọi là số an sinh xã hội. Đúng chưa? Đúng chưa? Nhưng cái số đó không dễ đâu. Có nghĩa là anh sinh hoạt trong cái thế giới xã hội của nước Mỹ này, nó tính cho anh bằng điểm. À, nó có chỗ đó, nó gọi là credit report đó anh. Có nghĩa là tính bằng điểm. À, thành ra việc đó mình sợ, mà cái gì cũng sợ. Nói chung là ở nước Mỹ này nó chữ tự do là tự do hay là cái chữ tự do thôi. Ngoài ra không có mẹ gì tự do cả. Khi anh vào thằng mà anh làm cái gì cũng vậy, ra ngoài đường anh sợ đụng pháp luật, anh đụng, nói chung anh sợ anh mất điểm. Bởi vì khi anh có cái điểm như vậy, nó sẽ khuyến khích anh làm để làm chi, để mà thí dụ như là anh mua xe đi, anh vô trong cái dealer anh xe anh mua xe, nó sẽ check cái credit report của anh, nó hỏi được bày được bao nhiêu điểm. Thế 500 điểm thì giá 10.000 tiền lời bao nhiêu phần trăm. Thế càng điểm chừng nào thì cái giá thấp và tiền lời nó càng xuống như đó, để làm chi, nó bắt anh, nó bắt buộc anh phải theo một cái gì đó mà nó muốn. Có nghĩa là anh làm tốt hoặc là anh không làm cái gì phạm pháp thì cái số điểm đó, anh mua đồ anh trả nợ đúng hạn rồi anh mua đồ, nói chung tất tật đó, thì nó tính bằng điểm. Và cái hoài điệp bọc nó lên, tôi năm nay gần 900 điểm, trời ơi, đủ tôi từ xưa giờ tôi có tiếng sợ ấy không? I know. Thì đến bây giờ đó, đến khi mà mình đến cuối đời của mình ngồi mình nghĩ là bây giờ năm như anh được mấy trăm điểm, mà tôi cũng chẳng bao giờ tôi check, tôi không biết được mấy trăm điểm, nhưng mà tôi chắc tôi cũng chỉ bằng anh thôi, chắc tôi cũng không làm thôi, mình không làm tôi đâu có làm gì đâu. Thành ra bây giờ nộp bài giấy ngân hàng mà nó gửi về thì nó hiến là cho tôi vay đồ lãi suất gì đó một đống, tôi sợ quá tôi giục luôn. Bởi vì mà thì có nghĩa là ở đây cuộc sống ở đây là nó một cách khác là cạm bẫy về đề tài về tiền bạc rất là nhiều. Nó rất là bây nhiều giờ nói chuyện anh được mấy trăm điểm, 800 điểm, 900 điểm, mình lấy cái điểm đó mình ăn là mình có làm gì đâu, đâu không có làm được gì đâu. Nhưng mà lúc nào mình cũng sợ nó khổ vậy. Tự nhiên rồi trong cái những cái công việc làm rồi trong ngoài xã hội rồi, nó làm cho con người ta cắt nhau. Tôi với anh có thể là bạn, nhưng mà lâu lâu chúng ta gặp nhau thì ok, có thể một ly cà phê đi. Nhưng ở Mỹ này nó không phải giống như Việt Nam, anh không thể nào anh gặp vài người bạn giống như bà sáng nào hú cái ra quán cà phê ngồi mấy tiếng đồng hồ. Ở Mỹ này không có cái chuyện đó. Tôi nói với anh rồi, cái đời sống bên này là cái đời sống công nghiệp, cho nên tất cả mọi cái người phải đi làm, mà anh đi làm thì anh mới được hưởng. Anh không đi làm anh không được hưởng mẹ gì đến rồi. Thế vì ở chỗ đó đừng so đo những cái chuyện. Có nhiều người rất là buồn cười, ở có mấy đứa là nó thấy chưa, nước mình ta về rồi mà nó ngu như bò, mở cho mà ngồi mà nói chuyện với nó nhức đầu mấy thằng đó lắm. Giải thích không có được, giải thích nó đâu có biết gì đâu, nghe khổ tào lao. Xoay quanh cái vấn đề mà nước Mỹ rồi văn hóa nước Mỹ rồi bó ăn nước Mỹ, thì mình nói một cách như vậy nè, bằng chứng là tôi nè, anh biết nè, nhà hàng nữa nè, nhưng mà hầu như những món ăn nhà hàng tôi nấu tôi không ăn được cái gì cơ. Thì bởi vậy ngồi vậy rồi tôi có lấy tàu hũ chiên rồi tôi ăn rồi nó ngồi nó cười thôi chứ biết sao giờ. Rồi cũng bị muốn ăn gì về nhà mà nấu nè, cá kho cua canh chua gì về nhà mà nấu đó, nó qua trái khoái cái chỗ đó, nó trái khoái chỗ đó. Và nó có một cái chỗ này buồn cười nè, nó đến nỗi mà nó hầu như là nó cắt luôn cái tình gọi là cái gì tôi là nhà hàng, mà ai Trung Quốc cũng biết tôi là cha của nhà hàng chứ không phải là con nhà hàng. Nhưng mà nó có một cái luật như này, anh biết tất cả những cái gì mà thuộc vào trên 10 người là phải có thẻ, nó quy định mà tiểu bang mà nó tính là anh phải có thẻ. Có thẻ gì? Thẻ là thẻ anh bấm giờ tính giờ mà. Nhưng mà ở Việt Nam nó buồn cười nè, tao là cha của cái chủ quán này, thì khi mà tao ghé tao chơi hoặc là tao ghé tao chơi hoặc tao làm đó thì thằng nào dám coi thường.
đâu có đâu, không có đâu. Tại em buồn cười, đây nó có một cái chỗ nè, cái thằng con tôi á, thằng nó có luật, thằng con tôi nó sẽ cho một đứa manager, manager là một con bị trắng để cai quản ba bốn cái tiệm, mỗi cái thì con đó nó Đúng phán rồi. cái thằng nào cũng có số hết trơn, thằng nào cũng có số. Đúng rồi. Tao vô tao không quẹt thẻ, mày vô mày cũng quẹt thẻ đồ, tôi Đúng là rồi. ông già đó tôi cũng quẹt thẻ luôn luôn Đúng rồi. tôi quẹt thẻ luôn, Luật đâu có đó. nghĩa là có nghĩa là nó thành làm mái Có rồi, luật đâu đó. nó là cái Nó thành luật và mái rồi, có luật. tức là ở đây không có dùng tình cảm đó, tôi nói nghe nó khác xa đối với Việt Nam mình. Nó đâu có biết nào đang nào anh, tất Đợi cả đó, người nó đời không đều biết gì là trơn, biết nó không? tao chỉ biết mày cái việc vô trong cái quán Biết của nào tao, đang tao làm. đi làm đây là mày cái quẹt thẻ cho tao, tao muốn biết chuyện đó, không có được Trong bị cái đám, cãi, nó khổ vậy. trong cái đoàn người, trong những người làm việc trong đó, đó có người Việt Nam, nó có người Tàu, nó có người Mỹ Đúng trắng, rồi có người Mỹ đen, có đúng người rồi Mẹ, có người đúng rồi, Áp, nó sẽ biết là nó thằng nào nói nào đang nào. Thì đây thành đó lý do tại sao cô luật lệ đến nhiều lắm anh, tại bởi vì tao nói, không biết là nó khổ, ai tất cả nhưng mà người ý là tôi muốn xa nói lạ với không, nhau. ý tôi muốn rồi tôi hiểu rồi, nhưng mà cái điều đó có nghĩa là khi nó luật lệ quá quá Nó nhiều và nhiều quá, nó nó cứng ngắc, ý tôi muốn nói nó không có lưu động, thành ra con người ta nó không còn cần thuận tình cảm nữa. Hôm qua hôm đúng kia cái tôi lên tôi chửi quá mẹ tao mà nó cũng buồn quá, nó cười khì khì thôi kệ mà không sao đâu, có nghĩa là nó vẫn con gái mình, nó vẫn nói với mình là không sao đâu ba kệ bà, đúng có mẹ đâu ở đây, nhưng mà mình trong cái thâm tâm mấy già này nó kỳ kỳ đúng, tức là cái đủ mẹ xúc à, đủ mẹ bị xúc phạm tao hả, nhưng mà không phải, à, không ạ, nó bắt buộc phải là vậy, nó khổ đúng vậy. rồi, Mà cái luật. ý tôi muốn nói cái điều này là có nghĩa là khi con khi mà nó công nghiệp quá vấn đề, hoặc là nó chính xác, hoặc nó rập khuôn á, cái gì đi máy móc quá đi, thì tự lại cái tình cảm hoặc cái sự và của gia đình hoặc là của các bạn bè nó từ từ nó nhạt dần và nó nhạt dần, nó không còn nữa. Đúng rồi. Bởi vậy ví ở nước Mỹ này coi như vậy không có tình cảm đâu, đừng có nghĩ, Đúng rồi. có Đang nghĩa là nói. chỉ có mấy già như tụi tao mới nghĩ mấy cái chuyện đó thôi, nó khổ vậy. Chứ còn bọn trẻ là tôi kể cho anh nghe một chuyện ngày xưa làm trong hãng, nó làm suốt 5-6 năm trời cùng một ship với tôi, đó là tên Mỹ Đen tên John, để thấy khi nó được chuyển qua ca sáng thì lúc mà giao ca đó mấy tháng sau tôi mới gặp nó, thì tôi gặp là thì tôi đi về, tôi đi làm ca đêm, nó làm ca sáng, thì vô đi đối diện nhau, ê hai John, nó tỉnh bơ, nó liếc tôi thấy tôi tỉnh bơ cắm đầu đi, nó không có nhìn mặt mà luôn, có nghĩa là đối với tụi nó hết trách nhiệm rồi, tao với mày hết trách nhiệm rồi, cái là tao làm chung ca với mày tao không nói chuyện, còn nếu khác ca mày gặp mặt tao mày coi như vờ đi, nó máy móc đến mức độ là con người nó giống y chang gì là cái máy gì đó, không có tình chuyện, tại chuyện tình cảm xen vào. Và cái thời xưa tôi làm một người đó, thằng Mỹ nó không biết xài tiền mặt, cái gì cũng viết chắc Đúng trên nó, rồi, cái trẻ gì thì cũng viết nó chắc trên nó, quen nhưng mà bây rồi. giờ thì không, bây giờ Mỹ giờ điếm rồi, Mỹ bây giờ là khoái Đúng tiền mặt rồi, là trốn rồi. thuế được rồi rồi ok, còn nhiều có vấn đề lắm, nhưng mà rồi anh nói đi, nếu mà chúng ta nói không hết thì ngày mai tiếp tục rồi. Ok anh, thì xã hội mà của Mỹ thì quả thật là như vậy đó. Đây xã đó, đây là một cái, đất Mỹ là một cái xã hội mà rất là kỷ luật, tại vì nó không biết ai là ai đó, thằng nào cũng giống nhau, thằng nào cũng là du cả, thằng Mỹ Đúng trắng rồi cũng du, thằng Mỹ đen cũng du, thằng Việt Nam cũng du, thằng mới đẻ ra cũng du, thằng gần chết cũng cái đó mà du, cái, nó nhưng mà như vậy thì mình cũng không tách ra được, là bởi vì như vậy làm thì mới sao ra kỳ được, cái xã bởi hội vì nó lạ mà, nhiều, nó thuộc đúng cái dạng rồi, cái bị nó đâu hợp biết chủng nào quốc là ai cả, mà, nó đâu có biết ai là đúng ai rồi, đâu, nó có biết nghĩa là ai như là ai. vậy. Nhưng mà chỉ có mấy già lắm cẩm bây giờ ngồi với mình moi móc ra những chuyện vậy, mình mới nghĩ là đất nước mình rồi, đất nước Mỹ mình nói chỉ dân tộc Việt Nam mình thôi. Và mình chỉ nói một cái điều là chỉ có những người như mình thì mới ngồi mà so đo, mà ta kè ra những cái chuyện món ăn ít gì, bởi vì rốt cuộc mấy anh già về Việt Nam là sướng nhất thuộc phát, tại vì mình sống, bởi vì sao, Việt Nam mình là một cái đất nước có nguồn gốc, có cội nguồn, anh hiểu không, còn ở nước Mỹ này không có, và hầu như là nó thuộc cái dạng kia mà tạp nham, mà chính vì chỗ kỷ luật như vậy thì cái tạp nham nó mới đi vào nguồn, nó mới đi vào cái nguồn máy được. Lý do là tại vì tất cả mọi người ở đây đều là đến từ những nơi xa lạ mà chẳng ai biết ai, thành Đúng thử rồi. ra họ cũng rất ẩu, tại vì họ không sợ, nó đâu có, mà mình đâu có sợ anh. Nhưng mà ở Việt Nam mình, tôi nghĩ là họ mình làm cái gì đây thì có vẻ là có sợ, tại vì mình biết là mình là con của ông này, con của Đúng các bà này, rồi. thằng anh mình nó là thằng này, thằng cháu mình nó làm này, mình có làm gì ẩu quá, mình không có ẩu là tại vì mình mắc cỡ chứ không có gì cả. Đúng Còn rồi. ở đây đó, Còn không có cái ông bà mày quậy qua quá hàng thì tao xóm mét láng ba mày giềng rồi, đại khái vậy. đại khái vậy, chứ còn mà ở đây đâu đâu nào biết rằng là thực sự ra cái thằng ẩu nhất là cái thằng mấy thằng Mỹ,
thành thử là cái kỷ luật của nó rất nhiều là tại vì như vậy. Tôi 20 mấy năm tôi làm ở trong nhà tù, tôi làm với tù nhân tôi hiểu, tức là cái xã hội, tôi có là những cái năm đầu tiên tôi bắt đầu tôi làm ở trong cái hệ thống nhà tù đấy, tôi có hỏi là lần hỏi phải hỏi bố, hỏi mẹ, hỏi anh, hỏi em, thì từ những cái, tại vì từ cái công việc làm đó mình mới hiểu là người Mỹ này á, họ không có quý cái tình nghĩa gia đình đâu, bố mẹ anh em rồi nó không có biết đâu. Hỏi nó lần không cuối biết cùng đâu. có những thằng tôi hỏi lần cuối cùng mà nói chuyện là bố mẹ hồi nào, nó tôi cũng nhớ là lâu lắm rồi, nó hỏi nhớ là thì có hỏi nó Có nó nghĩa là nó nó không có đặt nặng vấn đề tình nó cảm không gia đình. đặt vấn đề nó Ừ, mày có anh khổ không, vậy đó. có hỏi hỏi lý lịch đấy, mình làm việc nó thì phải hỏi lý lịch của nó thì mình quen miệng lý lịch, hỏi anh em, hỏi có anh không, có anh em không, có nó tên gì nó nhớ tên, hỏi dần nó ở đâu nó không biết. Mà có lần Có cuối nghĩa cùng cái là chuyện nó nói là nó không có, nó không có nó gắn bó, anh, cái xã tình hội, cảm gia đình nó không có cái xã gắn hội, bó. Cái xã hội nó vậy tại mà. vì mình không có cái sự liên hệ này, thành thử ra con người ta rất dễ làm ẩu, thành thử ra đó là lý do là tại làm sao mà cái đây là mình nói chuyện nhà tù ấy. Cái thằng luật lệ nó nhiều đã chớ là tại vì thằng người ở đây nó rất là ẩu, tại vì nó không sợ gì hết. Thằng cái người Mỹ ở đây họ không có sợ gì hết, họ chỉ sợ có một điều, họ sợ pháp luật, sợ cảnh sát thôi, chứ còn tiền ra họ không sợ ai hết, Như không sợ sợ mất bố tiền, mẹ sợ mất tiền nữa không? Đồ thì quá. họ Đồ họ quá, họ sợ không mất có tiền. sợ, họ 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 nó không có sợ bố mẹ, nó không sợ anh em, nó không sợ làng xóm, nó không sợ láng giềng, nó không sợ ai hết. Thành thử đó chỉ có một thằng mà như nó sợ ra là cảnh sát, tại luật lệ mà, luật pháp mà, thành thử nó chỉ sợ lên đó. Thì mà căn bản là cái quốc gia này, cái xã hội này là một cái xã hội về nhập cư, mình ẩu làm sao thì cái thằng kia nó còn ẩu hơn mình. Mình ẩu làm sao tại mình đây không có, mình đây tự do rồi, không có sợ ai hết, không có bố mẹ, không có gia đình, không có hàng xóm. Mình ẩu một, thằng kia nó ẩu 10. Đó là lý do mà cái nhà tù của Mỹ đấy, anh đi đến bất cứ một thành phố nào, tiền mà cái thành phố đó họ tiêu cho hai thằng, thằng cảnh sát với Nhà lại cái thằng tù. cha mà nó cái cảnh sát, họ tiêu tiền thành phố, cái ngân sách của thành phố tiêu cho cảnh sát nhiều nhất, và tiêu cho cái ông fire department, ông lính chữa lửa nhiều nhất. Hai thằng đó là hai thằng tiêu tiền nhiều nhất của thành phố, của chính phủ, của thành phố đó. Cái người mà ở tù, cái người mà bị làm cái những cái chuyện mà ẩu mà vô trong nhà tù thì là không có thằng cha nào nó ở tù nhiều bằng thằng cha Mỹ cả. Đây này, bây giờ tôi nói là nếu mà nó áp dụng ở cái thành phố của tôi, và nếu mà thành phố tôi nó như vậy thì mấy thành phố khác nó cũng chỉ như vậy thôi, chứ nó không Vậy khác có nhiều thôi, đâu. đó là tâm lý, đó là Nói chung nghe nào, mà. có một năm đấy nhá, cái thành phố của tôi nó bắt 10% tổng số người dân ở đây, đúng sai phải trái thì mình không có nói, cứ một năm đó, Ghê thiệt. cứ một năm chẳng hạn như cái dân của Mấy mình đó, triệu mình nói á, mấy chuyện triệu người. không không cái mình nói chuyện người lớn đó, chứ chuyện trên 18 tuổi trở lên nhé, trên 18 tuổi tức là mình tính người lớn đó. Cái nhà tù tại mình chỉ làm việc với cái tù tù người lớn đó. Năm nó bắt 9%, có năm nó bắt 10%, có 3 năm bắt 11%, là nó bắt đến vậy, bắt làm Nói thế chung nào cả bắt triệu cũng như cả triệu người rồi. không. Thí dụ như cái thành phố này của tôi hồi đó nó có hơn 1 triệu, thì nó có khoảng chừng 700 ngàn, 500-600 ngàn người người lớn tuổi, thì có một năm nó bắt vậy 10% của số người đó là 50-60 ngàn. Mình cứ nhìn Năm theo hai con chục số ngàn, đó, năm sáu chục ngàn người. đấy bắt là không có năm nào không bắt dưới, nó cho chỉ như vậy. Có năm nó bắt 8-9%, có năm nó bắt 10%, có năm nó bắt 11%, tùy theo cái tình trạng kinh tế, nhưng mà họ bắt rất là nhiều. Tôi cứ nhìn cái, tại vì tôi làm trong cái nghề, mình làm trong nhà tù mấy chục năm, cuối cùng này mình làm thì mình về mình nói mình về Việt Nam, mình biểu là má Việt Nam mình mà bắt cái này thì không biết nhà tù đâu mà chứa cho nó nổi. Mà thiệt Việt Nam mình đây cảnh sát mà hơi hơi tí là bắt, bắt là thế nào anh, bắt là cầm cái tay lại vứt vào trong nhà tù, cho một con số booking number, rồi xong đó ra tòa đúng sai phải trái về tính sau, Rồi, bắt không, đến tôi như vậy nói rồi. rồi, thì hồi nãy tôi nói rồi, đối với cảnh sát Mỹ là không có cãi, mày muốn gì mà ra mày cãi tại tòa đó. Đó, còn nó chỉ vô, nó chỉ có nhiệm vụ là nó khi nó tới mày, và nó còng tay mày, nó liện, và lên xe, và nó chở tới nhà tù thôi. Đừng có cãi cối, Bất nếu mà mày phạm tội, còn nếu mà không phạm tội nó cho đi.
mày không được quyền nói anh, mày không được quyền mày nói câu anh có cái gì, anh có giấy tờ gì anh nói anh được quyền xét tôi không này kia miễn được. Có cái vụ đó đâu, bởi vậy làm xuống mày, tôi làm xuống là làm chết mẹ, tôi quay lưng lại đưa tay ra là cái làm y theo nó cự nó muốn chết mẹ luôn. Cái tại vì đó mấy căn bản đó là mấy cái thằng im, mấy cái người im bữa lần rất là ẩu. Anh nhìn lý do mà nó ẩu đó là nó không có xã, nó không có bố mẹ, nó không có láng giềng, nó không có anh em, nó không có ai, nó có mình. Thật sự nó rất là ẩu. Thì khi mà nó ẩu, khi mà con người ta mà nó ẩu như vậy đó, thì nó cũng đường cái là khi mà nó ẩu như vậy thì nó không sợ, thì nó dễ làm, nó dễ thành công. Thành thử ra anh thấy là những cái người mà người Mỹ ở đất Mỹ này là cũng rất nhiều người rất là giàu, tại vì họ không có kỷ luật gì cả, họ muốn thích cái gì họ làm theo cái ý thích của họ, mà khi mà họ làm đúng cái điều đó mà nó áp, nó được cái xã hội nó chấp nhận thì họ giàu rất là dễ. Thành thử ra là mình thấy là đây là những người mà họ rất nhiều người giàu là tại vì như vậy. Nhưng mà nó đó là cái chiều nó đi lên, còn cái chiều đi xuống là tại vì người ẩu rất nhiều, quá nhiều người ẩu, nên thử ra cái thằng ở tù nó cũng nhiều nhất thế giới, không có nào tù nhiều bằng người Mỹ cả. Thì đúng không, rồi không đúng rồi tù nhiều bằng người Mỹ. Và cũng không có cái người nào, không có một cái xã hội nào mà luật sư nhiều như người Mỹ. Tại sao có nhiều luật sư như vậy? Tại vì thằng ẩu nhiều quá, nó phải sợ xét thằng này nó phạm tội nhiều quá thì luật sư nhiều chứ có gì. Đúng rồi, phạm tội gì đột phạm tội nhiều quá thì mới luật nhiều, chuyện đơn giản thì thôi chứ không còn. Luật nhiều thì vào tù ra tòa nhiều chứ có gì. Không có một cái thành phố nào mà không có một thành phố lớn nào mà không có một cái nhà đại học luật khoa. Anh bây giờ anh có rỗi là anh mở cái ông ở trong cái thành phố của anh, thành phố Minneapolis của anh đại học luật thiếu gì ở đây. Tức là anh sẽ tìm thấy những cái nhà, những cái trường đại học luật khoa nó dạy. Tôi cả là bảo đảm cho anh là cái thành phố của anh cũng có mấy trường dạy dạy luật sư. Biết, tôi biết. Luật thì đấy tức là đây là mình nói chuyện luật, mình thích nhất là năm 1999 anh mình về Việt Nam, mình về mình chơi cái mình mua đường cuốn luật, bộ luật Việt Nam dạy bao nhiêu đây này, 344 điều. Cả một nước Việt Nam mình năm 1999 mình làm được bộ luật này 344 điều anh. Cái luật tôi mua cuốn hình luật này về, cái văn phòng tôi thì luật lệ sách luật rất là nhiều. Tôi ngồi tôi quay cái luật của cái CD của tôi của thành phố thôi, nó còn nhảy gấp mấy lần cái bộ luật của thành phố không, chứ không phải bộ luật của tiểu bang. Cái bộ luật của thành phố không nó dày gấp, tôi nghĩ là gấp 10 lần kinh khủng. Bởi vì Mỹ này mấy đầu bởi tôi nói khổ, họ muốn bắt tức là nhiều luật. Tại sao vậy? Tại vì không có ai biết ai ra ai cả, nó rất là ẩu. Cái tính tình của Mỹ nó rất là ẩu, anh nó rất là ẩu, nó muốn làm gì cũng làm. Đó là lý do tại sao cảnh sát Mỹ là họ rất là bạo lực, họ không có biết cái gì cả. Nó nói cái gì là mình phải nghe lời nó, đừng có làm cho nó bực, đừng có làm cho nó là bực mình, đừng có làm cho nó bực mình là có chuyện đó. Nó mà nó bắt ông, nó lượt ông thì ông đừng có chạy, nó chạy phiền lắm, nó không biết lợi gì cả. Trước sau thì nó có bắt được không? Nó bắt ông, nó chạy bằng xe, ông chạy bộ, nó thả chó nó lượt ông. Ông chạy xe ngoài đường nhiều quá, nó thả máy bay ra, nó lượt ông, nó bắt đến khi nào được thôi, ông đừng có chạy. Nhưng mà cái chuyện mà mình biết là mình biết như vậy, mình học và mình biết như vậy, nhưng mà cả lúc nào nó cũng chạy cả, tại vì nó ẩu, không có thằng nào nó ẩu mà không biết. Thế thì cái này MSNBC nó thấy rượt ngoài phi quay phía cha gì đó, rượt máy bay, rồi mấy anh đó là tàn rồi, khi nó rượt rồi tất cả những cái chi phí xăng dầu máy bay rượt đuổi rồi kia nó cộng nó đổ hết đầu này hết luôn, coi dần này hết sống luôn. Khổ vậy, nó không có chuyện tha thứ đâu. Tất cả mọi chi phí xăng dầu máy bay được là cái nó cộng phí vô hết. Rồi mà chạy bao nhiêu xăng rồi đó, rồi mà nó cộng đã đưa cái bill này luôn. Vừa ở tù mà vừa có bill nữa mới là vui được. À, ok. Thì 10:40 rồi, mình okay. Tạm chấm dứt ở đây đi. Có okay. Gì ngày mai mình tiếp tục hoặc okay. Cũng nói về vấn đề này. Thì xã hội một chút. Xã hội một chút.
không có nói chuyện lan man mấy kia, mệt quá mấy cái chuyện kia nó cứ tới hoài mệt quá. Ê, mà nói chuyện là còn nhiều cái vấn đề về trái khoái, từ cái vấn đề giữa văn hóa Việt và người Mỹ, rồi có những cái chuyện cười chuyện gì đó thì anh em mình từ từ mỗi sẽ sao ha. Thì tạm ngưng cái đây đi, rồi cái có gì ngày mai soạn bài đi rồi ngày mai tiếp tục, tôi cũng có soạn bài. Ok, chào mọi người nghe. Rồi chào nha. Okay. chào mọi người. Ok.